Dạ, kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì con cũng đến một cái địa điểm giao lưu quen thuộc của em Toàn tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Giới thiệu đến quý cô chú một số cây trong vườn của em, đặc biệt là Toàn thì rất là nhiều mai nha quý chú. Mình có yêu thích đam mê mai vàng thì liên hệ với Toàn ha, rất nhiều gốc mai đẹp cho mình lựa chọn luôn. Hôm nay thì cũng có một số cái gốc mai khá đặc biệt để giới thiệu đến quý chú, và một cặp bông giấy ha. Bông giấy Mỹ rất là khủng nha. À, và một cái cây này cũng khá độc đáo nữa là cây trực thăng này nè quý chú. Chào Phúc Kiến. Rồi Lê Kim Ma nữa. Rồi con mời quý chú gặp lại em Toàn ha. Ôi anh chào Toàn ơi. Dạ, anh chào anh. Chào cô chú và anh chị đang xem kênh Lục Tỉnh miền Tây nha. Rồi lời nói đầu tiên em cũng xin chúc sức khỏe cho cô chú và anh chị nha. Cũng lâu quá em không trả lời kênh. Rồi hôm nay em trả lời kênh này cũng có một số cây thành phẩm và số khôi để giao lưu cùng đến quý cô chú anh chị nghe, chẳng hạn như là trà Phúc Kiến, cái máy bay này nghe cô chú anh chị. Rồi với cây tùng, với khôi lê kima và lê kima thành phẩm, với cây quế thành phẩm, với số khôi bông giấy với mai vàng nghe cô chú anh chị. Rồi em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0907387931, đó cũng là số giao lưu của em nghe cô chú anh chị. Rồi không để mất thời gian cô chú anh chị, em xin phép vô thông số cây số 1 là cây bầm sậm, cây trà Phúc Kiến nghe cô chú anh chị. Chiếc máy bay nha, chiếc máy bay đây có lính đang canh luôn. Đã làm hoàn chỉnh đâu chú ơi. Rồi em xin đo là chiều cao là được 1m1 tổng thể nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi tổng thể từ đầu tới đít luôn là 1m2. Rồi cái chiều dài. Rồi em đo cái ngang cái nó đi. Dạ rồi cái ngang là được 45 nghe cô chú anh chị. Rồi máy bay trực thăng em ha. Trực thăng nó trong cây này hoàn chỉnh rồi nghe cô chú anh chị. Dạ. Được hoàn, rồi. Hoàn chỉnh là để em quay tổng. Quay rồi. Tổng thể cái cho tàn cái cho cô chú anh chị xem. Nói chung cây này nó hoàn chỉnh rồi nghe cô chú anh chị. Nét cây này, cái này giờ cô chú anh chị mình đưa vô trong cái chậu nó xịn soạn chút xíu nữa là mình chơi là tuyệt vời luôn nghe cô chú anh chị. Rồi. Dạ rồi em xin phép vô thông số nghe cô chú anh chị. Bây giờ em đo cái nó vậy đi, đo thốc thân nó vậy đi là nó 46. Rồi nó lên tới trên đây là nó là 73. Từ một cái cây đơn giản mà người ta làm thành một chiếc trực thăng. Dạ rồi cái hoành là được 11. Rồi. Bên 11 mà nằm thần chậu luôn em ha, thần chậu này về cô chú anh chị mình sang chậu qua cái chậu đẹp là mình chơi nghe cô chú anh chị, nhìn rất là nét luôn cô chú ơi, nét rất là giống luôn em ha, nét từ cm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi giá sao đây Toàn ơi? Dạ em xin giao lưu với cô chú anh chị cây số 1 chiếc máy bay này là 4.500.000, em bao ship là 200 km cho cô chú anh chị nha. Dạ 4.500.000 ship 200 cây cô chú. Chiếc 200 cây. Cây này nó nét cái là nó thoát thân cao ha, nhìn rất thoáng nha. Rất giống chiếc máy bay luôn, chân cả nó trong nguyên gian nha. Rồi. 4.500.000 Toàn ha. 4.500.000, bao ship 200 km. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Dạ. Yeah. Qua giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Rồi, một khô qua giấy Mỹ rất là to cô chú ơi. Nói chung cây này là cây mua của dân là mấy cây này lâu lắm, lâu đời lắm nghe cô chú anh chị. Chứ không phải cây công nghiệp nha. Rồi, chiều cao là được 59 phân. Rồi cao là 59. Hàng bonsai nghe của chú anh chị. Nói chung là bầu đất dinh luôn nha. Cây đặc biệt cây liên kết 100%, không có thảo dít gì hết nghe của chú anh chị. Rồi. Cây này cũng hàng khủng nghe của chú anh chị. Rồi cái hoành em xin phép em đo 3 thông số nha. Hàng khủng long của chú ơi. Rồi cái hoành là 76 nghe cho nghe nghe đây. 76. Rồi đây là 82. Rồi. Rồi em đo cái chỗ bự nhất của nó là 1m11. Rồi 111. 111 là em bỏ trên đây này nghe, bỏ rễ này chân luôn đó. Em tính cái đặt cho anh bỏ hết chân ấy đó. Chưa tính tới cái rễ đó. Rồi em đo cái ngọn bóp lê còn 18 nha. Đặc biệt cây liên kết 100% nghe cô chú anh chị. Đây. 100% luôn em ha. Nó bị lem nhem mấy cái này là do vận chuyển hả? Chạy. Do vận chuyển rồi với sức đây nè rồi mấy ông dính tay cái ông chét lem nhem không sao hết. Nói chung hơi vậy tức nó dập dập da rồi chắc hơi không có gì chứ á. Em rồi. Bao cho không bụng không mục không hư gì hết, liên kết 100%. Trong hàng này là hàng cũng hàng to nghe cô chú chị. Cây này chú nhà không nói đâu lâu đời lắm rồi, cũng lâu lắm rồi. Rồi giá sao đây Toàn ơi? Dạ cây số 2 cây giới Mỹ này em xin phép vô luôn cô chú anh chị là 11.500.000. 11.500.000 hả chú? Một phôi rất là khủng luôn. Em bao ship cho quý cô chú anh chị là 200 km nha. Cái này không ship toàn quốc em hả? Không. 200 thôi hả? Bao 200 là em đi bằng xe tải nghe cô chú anh chị. Tại vì cây bông giấy này nói chung nó cũng em sợ nó chạy. Dạ. Rồi tiếp tục luôn giúp anh ha. Quay giấy luôn cô chú anh chị ơi.
Rồi. Rồi, một phô hoa giấy nữa. Bữa nay em có hai phô hoa giấy. Nói chung cũng hàng hơi to, hàng to không nghe. Mà cây này hơi cao. Dạ rồi, chiều cao là 90. Hàng khủng không quý chú ơi. Cây nào cái nấy. Rất là to luôn. Dòng khai thác ha, chứ không phải là dòng mình trồng hàng loạt ha. Dạ, khai thác mua ở dân, bầu đất zin 100%. Nói chung mấy cây này lâu đời lắm rồi. Dạ. Dòng đời đầu của giấy Mỹ đó cô chú anh chị ơi. Của dân, đó em khai thác chứ không phải là hàng trồng công nghiệp. Rồi. Nói chung hàng khủng nha cô chú anh chị. Dạ rồi, số hoành em xin phép đo hai thông số nha. Đo cái eo nhỏ nhất ở trên đây 54. Đây, cái cục phình bự là đây là 76. 76 này vẫn tính hoành được. Nhưng mà em tính hoành 54. Dạ rồi, 97 ở dưới. Rồi, 97. Nguyên một cái củ rất là to luôn ha. Liên kết 100%. Nhưng mà ở đây cây này có cái điểm. Đâu rồi? Đây. Lúc vận chuyển nó bị chạy chút xíu ở đây. Trời. Rồi còn toàn bộ là liên kết 100%, không có thẹo dít gì hết nha quý cô chú anh chị. Giấy Mỹ thì nó mạnh em ha, mới đây mà nó ra trồi ra mầm vậy đó ha. Dạ. Rồi giá sao đây? Dạ, cây này cây số 3 ha. Cây số 3 này em xin quét giao lưu đến quý cô chú anh chị là 9.500.000. Em bao ship 200 km nha. Cũng 200 thôi em hả? Bao 200 thì thương lượng ha. Xa hơn thương lượng, nếu mà tại cây này em không gửi dịch vụ được, em gửi xe đầu. Nếu mà xa thì gần 200 thì em đi xe tải, xa thì em ghép gửi xe. Dạ. Mà em bao thì em bao được 200 km. 9.500.000. 9.500.000. Rồi, hai phôi rất khủng nha cô chú. Sạch sẽ liền lạc. Rồi tiếp tục giúp anh luôn ha. Mai vàng nha cô chú anh chị. Rồi, chúng ta làm mai vàng. Nói chung em bứng cái bầu cũng hơi nghiêng để em canh canh lại cái nghe cô chú anh chị. Rồi, cây này cũng nằm lu nằm cặp nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Cây này em cũng cắt xương xương về cho cô chú anh chị mình nghiên cứu cắt lại giùm em. Dạ rồi, chiều cao là 59 phân. Bộ đế nó sổ rất đẹp cô chú. Dạ rồi, cái ngọn bóp còn 17. Rồi, đế sổ được 30. Rồi cái hoành em đo được là 33. Rồi 33 hoành. Rồi em đo chính giữa là được 69. Rồi em đo cục đế là được 9, tính 90 đi. 90. Chính mấy tính 90. Sổ nhiêu đây? Sổ 30. Sổ 30 ha. Đường kính bầu 39. Nói chung cây này là nó nằm gọn trong cái bầu luôn nghe của chúng chị. Ở trên này đặt nghe, không có đặt kẹo luôn đó, không có sơn dít vô được đó. Dạ. Rồi giá sao đây? Dạ rồi, cây này cây số mấy ta? 4. Rồi cây số 4 này em xin phép giao lưu cô chú anh chị là 5.700.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Dạ, 5.700 ha chú. Nguyên như cũ sổ 30 ha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hàng cực kỳ già chắc, nách đồ bãi xù lai ra chân mà em không tính xù nha. Rồi, đổi luôn toàn coi. Bừng cái đó nè. Rồi tiếp tục kìa. Mình có một cây mai vàng nữa. Dạ, tiếp tục là cây mai vàng nghe cô chú anh chị. Chân cành nó đóng đều ra hết trơn ha. Đây, cái bứng bầu nghiêng cái này về mình để em chim chim lên cái. Em nhìn cái nó đẹp đẹp. Đó. Dạ rồi, cây này đế đẹp nha, đế bàn nên sổ đẹp, chi cành đẹp nghe cô chú anh chị. Cây tàn mà em rút lại là thành bonsai đó. Dạ em đo chiều cao được 80 nghe cô chú anh chị. Dạ cái đế sổ được 30 nha. Cái ngọn bóp còn búng tay nghe cô chú anh chị. Rồi. Chi cành lực chân, ha, lực đều. Chung cây này nó cũng hơi chặt nở, để em đo hai tổng số về cái số hoành nghe cô chú anh chị. Dạ rồi, 32 hoành eo. Đây là 38 nè. Rồi, 38. Dạ rồi, cái nồi đế 150 m. Tay cành thì lực không cô chú anh chị ơi. Tay cành nó ở trong nó 22 nè. Ngoài đây nó 14 nè. Nói chung tay cành lực lên tới bóp cái ngọn còn búng tay à. Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đế thì kẹo nẻo cho nguyên cái nồi đế. Rồi, giá sao đây em ơi? Dạ rồi, cây số 5 này em xin phép giao lưu cô chú anh chị là 6.500.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cây này mà ghép là cực kỳ luôn em ha. Dạ, cây này mình ép vô trong cái chậu mình ghép là tuyệt vời luôn đó. Chi cành có sẵn màu chơi của chú anh chị ơi. Dạ. 6.500.000 thôi cô chú ơi. Bao ship như thế nào em, toàn quốc luôn ha? Toàn quốc luôn. Mấy cây này em bó toàn quốc được. Rồi, mai vàng ship toàn quốc ha. Dạ. Rồi tiếp luôn toàn ơi. Tới
cây mai luôn đi em ơi. Dạ, tiếp là cây mai luôn quý cô chú anh chị. Cây này là cây mai nó khủng nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi anh đi vòng cái này em vô thông số luôn này. Cây rồi. Đặc biệt cây liên kết 100% nha. Cây này hàng đại nha cô chú anh chị. Hàng đại ha. Dạ. Sạch sẽ không chú, đế rất là lực luôn, à, lùng lực. Rồi đo giúp anh luôn đi, cái xong rồi mình sẽ đi tiếp vòng nữa, kỹ lại luôn. Dạ rồi chiều cao em tính như vậy là 69. 69. Chân cành nó to lắm đâu chú, ngọn chân cành. Dạ rồi cái ngọn bắp còn 23. Nói chung tay cành là tay cành đo sát trong đây luôn nè, gần hồi em đo ở ngoài là 28 nè. Rồi. Rồi ở ngoài này nè. Ở ngoài này 20 nè. Nói chung mấy cái này 28 30 được không à. Nói chung tay cành lực lắm cô chú anh chị ơi. Nè cô chú anh chị so sánh giùm em cái thùng B. Dạ, thùng B. Cây rất là lực dữ cô chú anh chị. Đặc biệt cây liên kết 100% không có thể dứt gì hết. Còn quanh thân luôn này toàn. Nó đóng năm tược là đóng cái tâm ngay giữa luôn nghe cô chú anh chị. Năm tược ngũ khúc đóng ngay tâm ngay giữa luôn. Rồi em xin phép đo cái thông số là keo nhỏ nhất trên đây đi, 59. Gần 60 tính 59. 59. Rồi em đi lên tốt trên đây luôn nè. Nè, 58, cái cây nó nặng cây nghe cô chú anh chị. Nó nặng lên tới đây rồi lên tới đây bóp lại. Rồi. Cây đóng rất là khéo. Bởi vì 59 60 hoành mà cô chú anh chị nhìn như cây cả mét hoành á. Rồi, em đây là 85 nè. Rồi anh đi vòng cái thứ 85 cho cô chú anh chị xin. Rồi, 85 ha. Đó, nghe gì chi đó. 85. 85 là đặt nạt tốt ở trên nha. Rồi, tiếp luôn đi em ơi. Dạ rồi, em xin phép đo cái nồi đế. Dạ rồi, cái nồi đế này là 210. Rồi, tổng nồi đế là 210. Nói chung là rất là khủng nha cô chú anh chị. Đặc biệt liên kết 100% lên 5 tược. Đóng cái tược ngay tâm không nghe cô chú anh chị. Đóng đúng bài nghe. Này về em cắt siêu dương về cô chú anh chị nghiên cứu cắt lại giùm em. Rồi, cây này sao đây em ơi? Giá sao đây? Cây số mấy ta? 6. Chà bè cho nè chú, rất là lực ha. Rất là lực. Dạ rồi, cây mã số 6 này em xin phép giao lưu đến quý cô chú anh chị là 39 triệu. Em bao ship 200 km cho cô chú anh chị mình nha. 39 triệu em ha. Dạ. Lục lực theo chú, ngủ phút luôn em ha. Năm tược, đóng ngay tâm, đóng đúng bài. Cái này về mình ép vô chỗ mình ghép một cái là như cái cây đa, cây cổ thụ nghe cô chú anh chị. Dạ. Rất là khủng. 39 triệu, ship toàn quốc luôn. Rồi, cái bầu này. Không, cây này em ship 200 cái mét à. 200 cây em hả? Dạ, toàn quốc thì em vẫn ship luôn nhưng mà mình thương lượng phí ship cho em. Tại cây này nặng lắm. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Kế dạ, kế luôn. Tiếp là cây Lai Kima trứng gà nghe cô chú anh chị. Nói chung cây này cũng là hàng quái dị cà na nghe cô chú anh chị. Rồi, liên kết thông gì không lỗi lầm gì hết. Dạ rồi, em đo cái chiều cao là cái tự cao nhất là 70. Rồi, 70. Rồi, ở đó em đo cái chiều dài. Cái chiều dài từ cái tược này nè nghe. Đi tới cái tật này là nó là 93. Rồi em đo hết trên cái bầu là nó được cái chiều dài là bầu 1m3. Rồi chiều dài 1m3, chiều ngang như đây. Rồi chiều ngang là 61. Rồi em đo từ tật luôn cho cô chú chị nha. Rồi cái tật này 19. Tật này 18. Tật được luôn hả? À, từ tật đi. Này 40 nè. Rồi cái bóp đây là nó 33. Nó chủng này cũng 31, 32 không à. Đặc biệt cái thân này không đo được luôn nè. Cái thân đo không được. Rồi đo cái nào được chứ cái thân đo không được. Rồi cái thân em đo đường kính ngang gì là nó 32 nè. Dạ. Đo đường kính ngang là 32 nha. Chân cẳng đầy đủ nha cô chú anh chị. Cái thân nó nằm trọn trên cái bầu luôn chú ơi. Nè chân cẳng nè cô chú anh chị nè. Bắp như con quái thú đang ngồi nghe cô chú anh chị. Mình chơi giống như rừng trên thân. Đó. Cây nó nằm xuống nhưng mà nó ra rễ hết trơn rồi như quái thú nghe cô chú anh chị. Cây rất là khủng nghe cô chú anh chị. Cây này nặng tới mấy trăm ký đó. Liên lạc em ha. Liên lạc bao luôn không có gì hết, không lỗi lầm gì hết. Cây này chủ nhà nói 30-40 năm rồi đó. Rồi giá sao đây em? Dạ rồi cây Lai Kima cây trứng gà này em ship tiếp Zalo cô chú anh chị là 15 triệu. Em bao ship 200 km nghe cô chú anh chị. 15 triệu em ha. 15 bao ship 200 km. Ship 200 cây. Rồi con đi mặt này lại cái nó heo chú. Mình xem. Chân cẳng đồ nó bỏ rất là khéo nha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nhìn ở ngoài cây này nhìn ngoài rất là hàm hố nha cô chú anh chị. Dạ đây. 15 triệu em ha, ship 200 cây. Xe dạ. Tải giao cho tới nhà cho chú luôn. 15 triệu ship 200 cây xe tải em đi bằng xe tải. Cây này nặng lắm đâu đi bưu điện được mấy trăm ký đó. Rồi, đổi luôn em ơi. Kế bên mình có cây nguyệt quế đó đúng không? Dạ rồi, cây nguyệt quế. Ủa cây quế này số mấy ta quên tiêu rồi.
Dạ cây, dạ rồi cây số 8 cây quế nghe cô chú anh chị. Dạ rồi cây này em chiều cao chắc hơn 1,5 m hay là hơn anh Cảnh? Cỡ 1,8 m á cô chú ơi. Dạ rồi chiều cao 1,8 m. Dạ rồi anh xem giùm em ngoan 1,5 m. Rồi 1,5 m luôn. Dạ rồi tán ngang 1,5 m, chiều cao 1,8 m, tán ngang 1,5 m. Cái cây này là thành phẩm rồi nghe cô chú anh chị. Thành phẩm rồi em ha. Tay chân lực lực hết trơn rồi nha. Bẻ mâm tay. Bẻ mâm tay cái này chủ nhà bẻ theo kiểu dân mây đó. Vân mây ha. Vân mây nhìn nhìn có mâm rất là đẹp. Nói chung anh gửi dàn xương cho cô chú anh chị xem mà em vô thông số hoành. Cây này thì em giao luôn luôn chậu luôn đôn cho cô chú anh chị nha. Cây này nằm trong chậu đôn bờ, cái chậu bự lắm nha. Rồi, đôn hoành cho anh luôn. Dạ rồi. Cây, cây già cây lắm rồi cô chú. Dữ lắm cái cây này cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Cái hoành là được 57. Cây cốt chậu luôn à. Rồi, 57. Nói chung thì có hàng thần chậu gì mình chơi đảm bảo an toàn thôi cô chú anh chị. Rồi, cái hoành là được 73. Dạ. Là nở nở chút. Tổng nồi đế như. Dạ rồi, tổng nồi đế em tính 2 m đi. Hơn 2 m tính 2 m. Nói chung cây này rất là khủng nha. Tay cành đấy em thôi. Nói chung cái này nuôi cũng 4 năm rồi nghe cô chú anh chị. Ngày xưa cắt cái phôi nuôi 4 năm rồi đó. Tay cành 10 nè. Nó còn ba cái thẹo chút nữa đang cuốn rất mạnh nha. Rồi. Một thẹo đây với thẹo đây với đỉnh ba cái. Những cái nhỏ nhỏ bằng ngón tay út là không tính. Bao cho cây không bọng, không mục, không bể, không gì, toàn bộ không có gì hết. Thẹo cắt nuôi rất là kỹ. Thẹo tầm 2,5 tay à. Rồi cây đang nằm trên cái chậu là lọt lòng là 1,1 m nghe cô chú anh chị. Chậu này gọi chậu cho cô chú anh chị luôn. Giùm em anh Khánh. Rất là nặng đúng chưa? Cái cây này nó nặng mấy trăm ký đang là chậu với đôn rồi luôn. Toàn bộ là chậu, chậu này chậu đổ không á. Nặng lắm. Là giao luôn luôn chậu cho cô chú anh chị. Cây này em đi có thể em đi bằng xe cẩu đó hoặc xe năng, nếu mà chợ đi xe tải bự có xe năng đồ mới chở cây này được. Rồi rất là to nặng với cái chậu hoành tráng luôn. Cây thì đế lực lực không ha, cây già. Nói chung cây này nó lại nó bị lúng đâu anh chị, giờ mình rút giật lên nữa cái nó nhìn cây này phê cái bộ đế lên nhìn dữ lắm. Cốt tai nuôi nè, nuôi nói chung cây này nuôi chuẩn cây lắm cô chú anh chị ơi. Rồi cho anh cái giá tham khảo luôn Toàn ơi. Dạ rồi cây nguyệt quế cây mã số số 8 ta. Dạ rồi cây nguyệt quế cây mã số 8 này em xin phép giao lưu đến quý cô chú anh chị là 25 triệu, em bao ship 200 km cho cô chú anh chị mình nha. 25 triệu em ha. Dạ ship 200 cây. Cây già lực sắn sắn nha quý chú, đế rất là to. Cây này nuôi cây rất là kỹ nha cô chú anh chị, mấy mặt hàng này cô chú anh chị cứ yên tâm chơi. Giao lưu chậu đôn về tới gì đây em cẩu tới nhà cho cô chú anh chị à, mình khỏi cần mất công chồng khỏi gì hết trơn á. 25 triệu cái chậu này không mấy triệu rồi em ha. Dạ cái chậu này em nhớ lúc trước mua 4 triệu gì đó. Dạ. Rồi tiếp tục giúp anh luôn ha. Mình có cây tùng nữa ha. Dạ có cây tùng đó. Đây cây tùng. Một cây tùng mà dán bye bye Toàn ha. Dạ có cây tùng này là nói chung cây tùng này cũng bán đất nghe cô chú anh chị. Nào nói em cây nằm thần với cây bán đất rồi em nói cho cô chú anh chị. Cây này thì em cứ chim cho nó bye bye vậy nè. Đó, giờ cô chú chị không thích bay đã đứng lại chơi trực. Rồi. Tại em thích bay em chim cho nó bay vậy cho cô chú chị tham khảo. Dạ rồi cái không biết đâu sao đó giờ là anh cao, xem chiều cao. Chiều cao nó lên khoảng 2 m đi. Rồi. Tính cái đọt đó hết luôn. Bây giờ không biết bay bây giờ tính mẹ nó tự gì. Bay 3 m. Rồi 3 m. Cao 2 m bay 3 m. Ngang 1,5 m đi. Ngang 1,5 m. Đó tính gì đó. Này chưa sửa chưa gì hết. Chưa cái này. Về mình đệm dây mình sửa dán bay ha. Cái này vừa vô dây nè, cái này vừa vô đây dây vừa lắm vừa luôn. Rồi sẵn đo này luôn đi em ơi, đo hoành thân luôn đi, đi ra ngoài đó cho quý chú xem. Cái này một cốt một dẫn tới ngọn nghe của chú anh chị. Hoành này em trên chưa? Rồi. 42. 42. Rồi cái cũ tròn vo đó là nhiêu đây? 42 à. Cái cũ là nó tính 75 đi. Cái này 77 tính 75 đi. Rồi 75. 75 em còn dắt thước ở trên này nha, chứ chưa có súng nữa đó. Nè, ra tới đây nè, nó bự lắm. Nói chung số hoành mà hơi khoan không quan trọng. Cây thì liên lạc em ha. Liên lạc liên một lạc. Cốt dẫn thẳng ra nghe của chú chị. Mình về mình để dán siêu siêu bye bye nè đẹp của chú. Nó về mình để bay thích để bay, để bay không thích thì đã đứng lại chơi trực cô chú chị ơi. Em chim bye bye gì đó. Rồi cây này giá sao đây Toàn ơi? Dạ rồi cây tùng mã số 9 này em xin phép giao quý cô chú anh chị là 5,5 triệu. Em bao ship 200 km cho cô chú anh chị mình nha. 5,5 triệu. 5,5 triệu bao 200 km. Dạ rồi để anh đo được kính bầu ơi. Được kính bầu là được 70 ngàn. Đầy đủ chi cành hết trơn nha chú. Giờ được. Mình sửa thoải mái. Đủ chi cành luôn. Cây thì một cốt ha dán. Bản thân nó cũng là dán siêu luôn. Mình dựng lên thì nó cũng siêu siêu bay bay đó. Mình dựng lên thì nó cũng dán trực mà trực siêu. Rồi trực lắc. Còn dễ gì thì nó bay.
Vót ngọn ha, đó vót thẳng ra tới đây luôn. Cây này sửa ra đẹp lắm cô chú ơi. Chịu khó vô dây em ha, sửa dạ. Đánh cành hồi đồ này nọ, cây này đẹp. 5,5 triệu toàn ha. Dạ 5,5 triệu bao ship 200 km cho cô chú anh chị mình. Em đi bằng xe tải mấy cây này đâu có đi dịch vụ được. Dạ. Rồi, mình tiếp tục em ha. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn toàn ha. Dạ rồi, tiếp tục là cây lê cây ma nghe cô chú anh chị. Cây lê cây ma trứng gà thành phẩm nha. Dạ rồi, chiều cao được tính mét tư đi, cỡ mét rưỡi tới mét tư đi. Dán bài luôn cô chú ơi. Dạ rồi, tán ngang là được 2,5 m. Cao 1m4, ngang 2,5 m toàn ha. Ủa bay 2,5 m. Bay 2,5 m. Ngang là 1m. Rồi. Cái này chắc mình nuôi cũng khá lâu rồi em hả? Nuôi cũng 2 năm rồi. Nói chung cái cây này về của chú anh chị mình trồng vô trong miếng hồ cá đồ đẹp lắm nghe cô chú anh chị. Nè nó có cái dáng bay của chú ơi. Dáng bay rộng lắc rất đẹp. À, nuôi chi cành lớn hết trơn ha. Chi cành lớn là nuôi có 2 năm mấy rồi. Xanh mướt hết trơn. Lê kia ma, cây trứng gà. Rồi em đo hoành luôn đi, cái anh đi qua anh đó cho chú mình xem luôn. À. Rồi hoành bây giờ em đo, nói chung nó cũng giờ đo ở đây là 95 nè. Rồi 95. Chạc xuống đây là nhiêu đây? Nó chạc xuống 1m4 đi. 1m4. Rồi. Cây rất là đẹp nghe cô chú anh chị. Ở đây nó có mấy cái mặt cắt em ha, mấy mặt cắt. Có mặt cắt em dán cho bạc hết trơn rồi, về dán cho bạc cũng kỹ lưỡng lắm mà nói chung không có bọng một gì hết. Lấy cái cành mình làm cái cành bay ha, bên này cũng có cái cành bay theo luôn hả? Cành phong hai cành bay đuổi ha. À, cành này cành bay ở đây phong nó được theo. Đê mặt bên đây mặt tiền nè. Rồi cây trứng gà. Trứng gà lên kia ma. Lên kia ma. Mặt dưới nè của chú ha. Trong nó to lắm, mấy cây này cũng già lắm rồi mà nuôi 2 năm em hả? Nuôi 2 năm hả? Nuôi 2 năm hơn 2 năm đó. Phải cành lực lực chân à. Cái này là chợ cho trái trên cái đó là xong ha. Thành phẩm rồi. Rồi cây này giá sao đây em ơi? Dạ rồi cái lê cây ma thành phẩm này em xin phép giao lưu cô chú anh chị là 9,500,000. Em bao ship cho cô chú anh chị là 200 km nha. 9,5 triệu toàn ha. 9,5 triệu bao ship 200 km. Cái này là đi hết chân chiếc xe tải rồi nghe cô chú anh chị. Rồi. Cây này nó to lắm. Dạ. 9,5 triệu. 9,5 triệu bao ship 200 km cho cô chú anh chị. Cây đẹp của chú ơi, cây dáng bài ha. Sửa cái này thì mình yên tâm ha, cây này không còn gì nữa. Chi cành rất là to. À. Rồi cũng là cây cuối em ha. Dạ cũng là cây cuối clip của chú anh chị ơi. Rồi mình chào luôn toàn ha. Dạ dạ. Dạ em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã dính thời gian xem hết clip nha. Mong cô chú anh chị xem clip này có hợp nhãn hay nào ủng hộ em. Em xin cảm ơn cô chú anh chị nhiều ạ. Rồi, tôi cũng kính chào cô chú luôn ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip tiếp theo.